Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh độc truyện Bụi Phố được phát sóng vào khung giờ quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi mà chúng ta lắng nghe xong tập cuối của câu chuyện Đừng để mất nhau được viết bởi tác giả Trần Phan Trúc Giang, Tâm An vô cùng là xúc động bởi vì nhận được rất nhiều phản hồi từ quý vị. Có những lời nói của quý vị mà khiến cho Tâm An phải suy nghĩ về chuyện đời, về chuyện tình yêu của các nhân vật trong câu chuyện. Và chúng ta cũng luôn ước mơ rằng là chúng ta sẽ có được những tình yêu tốt đẹp như vậy. Và nếu như mà để được cái những cái tình yêu như thế thì chúng ta phải trải qua rất là nhiều sóng gió. Bởi vì con đường nào cũng không phải là trải đầy hoa hồng, rực rỡ. Muốn có được vinh quang, chúng ta phải đổ mồ hôi và nước mắt. Ngày hôm nay Tâm An cũng sẽ gửi tới cho quý vị một câu chuyện kể về tình yêu đầy khổ cực của một cô gái 17 tuổi. 17 tuổi thôi quý vị ạ. À. Và câu chuyện ngày hôm nay như thế nào? Nội dung của nó ra sao? Nó hấp dẫn và thú vị như thế nào? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi một tác phẩm mới của tác giả Tống Thị Phương Anh có tựa đề Mỡ Cả. Và ngay bây giờ, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 1 của câu chuyện này. Quý vị cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Và sau khi mà lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và nhớ bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn rất nhiều Và xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 1 của câu chuyện này Qua giọng đọc của Tâm An Mẹ ơi mẹ Hôm nay bố có về không mẹ Sao thế con Thỏ nhớ bố à Dạ không ạ à? Đứa trẻ ánh mắt lo sợ có vẻ ấp úng. Thế, sao Thỏ lại hỏi bố khi nào về? Con con sợ bố về bố lại đánh mẹ. Đó là lời nói của con gái tôi. Đứa bé chỉ mới lên 8 tuổi nhưng lại nói ra những lời đó. Tôi đã để con của mình chứng kiến quá nhiều chuyện, nhất là chuyện tôi bị chồng bạo hành. Tôi nhớ lại năm tôi 16 tuổi, mẹ tôi có làm giúp việc cho gia đình nhà chồng tôi. Kỳ nghỉ hè năm đó Tôi đã lên chơi với mẹ Mẹ à con lên chơi thế này Không sao chứ ạ à? Không sao đâu con Ông bà chủ đi nghỉ mát rồi Còn mỗi cậu chủ ở nhà Nên mẹ mới gọi con lên chơi Dạ vâng Bà bảo con mang rau lên cho mẹ Thế vào rửa chân tay đi Xong rồi chiều mẹ đưa con sang nhà cô bác chơi Cô cũng làm gần chỗ mẹ Dạ vâng Rửa tay trong kia mẹ Ừ Mà này chào mời vòi nước ở ngoài sân ý con ra ngoài đó rửa cho thoải mái dạ vâng tôi đi ra sân đang rửa tay chân tự nhiên vòi nước trong sân vườn chĩa ra ngoài phun vào tôi tôi kêu lớn thấy tiếng tôi kêu từ trong vườn lao ra một thanh niên anh ta gương mặt ngơ ngác khá ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi xin lỗi anh không biết là có người đứng ở đây em là mẹ tôi lúc này từ trong nhà chạy ra vội vàng nói có vẻ rất ngại ngùng à cậu bảo đây là con gái của tôi mới ở dưới quê lên chơi em chỉ ở chơi có một ngày thôi không sao đâu cô cô cứ thoải mái em cứ tự nhiên nhé anh ta nhìn tôi rồi cười tôi có lẽ bị chính nụ cười hiền hòa năm đó khiến bản thân của mình đi sai đường tôi phụ mẹ làm bếp mẹ vừa nói vừa cười cậu bảo tính tình hiền lành ít nói lắm gia đình đều làm ngân hàng nhưng cậu ấy lại theo ngành công an học giỏi lắm tương lai chắc rộng mở Ai sau này lấy vào nhà này cũng sướng Vì kinh tế nhà họ không phải lo nghĩ gì Chỉ có điều ông bà chủ hơi khó tính Mẹ làm cho nhà này Cũng gần 5 năm rồi mẹ nhỏ Ừ Từ lúc cậu bảo học đại học Nhà có một con trai thôi à, mẹ Có hai chị em Chị gái đi lấy chồng rồi Thi thoảng cuối tuần mới về Cậu ấy là con trai một Nên bà chủ có vẻ kén chọn con dâu Đa số là không ưng cô nào Gán ghép cậu bảo với con bé làm ngân hàng nhưng mà hình như cậu ấy không thích. Trong nhà này chuyện gì, mẹ cũng biết nhỉ? Ừ, mẹ rõ nhất, chuyện của ai mẹ cũng biết hết. Sau này con học xong, mẹ không cần phải đi làm nữa, con sẽ đi làm kiếm tiền nuôi mẹ. Cha bố cô, mẹ chỉ mong cô sống tốt là mẹ mừng lắm rồi. Chỉ mong con gà được vào nơi nào đó tốt. Con á? Còn lâu con mới lấy chồng. Lấy chồng như mẹ, bố con mất sớm, để cho mẹ thiệt thòi nuôi hai chị em con. Mà mẹ ơi, hôm qua con xem được ảnh cưới của bố mẹ. Có một tấm ghi là tháng 8, năm 95. Nhưng mà con sinh năm 90 cơ mà. Mẹ của Trâm lúc này đổi sắc mặt. Bà ấp úng. À, ảnh người ta ghi nhầm. Con lên gọi cậu bảo xuống ăn cơm hộ mẹ. Để mẹ dọn nhé. Đi đi. Dạ vâng ạ. À. Tôi đi lên tầng 2 không biết là phòng nào. Liền gõ cửa từng phòng có cơm ăn rồi à đến phòng cánh cửa màu nâu đang định giơ tay lên gõ thì cánh cửa mở ra anh ta chỉ quấn đúng một chiếc khăn tắm đầu tóc đang còn ướt sũng tôi cúi đầu không dám nhìn lên Ờ à, có có cơm ăn rồi à ừ. em xuống bảo mẹ em hộ anh là cái máy xấy tóc trong phòng anh để ở đâu rồi vâng vâng tôi quay đi chạy một mạch xuống dưới đó là lần đầu tiên thiếu nữ mới lớn như tôi Nhìn thấy thân thể một người đàn ông ở cự ly rất gần, trái tim của tôi đập liên hồi, gương mặt tôi đỏ ửng lên. Cậu bảo đâu rồi con? À, anh ấy hỏi cái máy giấy tóc trong phòng ở đâu rồi? ấy chết mẹ quên, sáng nay dọn lại để trong ngăn kéo, để mẹ lên. Trong bữa cơm chỉ có ba người, bảo gắp miếng sườn vào bát của tôi, sau đó cười nhẹ. Anh thấy em hình như ngại, không dám gắp. Ăn đi, đừng có ngại. Dạ vâng, em cảm ơn. Mẹ tôi lúc này cười nhẹ. Nó ăn ít như mèo ấy, sang năm thi đại học rồi, cố gắng đỗ đại học điểm cao như cậu bảo đây thì tôi cũng mát lòng. Em có ý định thi trường gì chưa? Em định thi vào đại học văn hóa nghệ thuật. Em định học báo chí sao? Dạ không, em định học về âm nhạc. Là làm ca sĩ à? Dạ vâng. Mẹ tôi đặt đũa, có vẻ không vui. Ca sĩ vớ vẩn, dì con làm giáo viên dạy nhạc. Nên cứ dạy mấy cái tào lao Mẹ không đồng ý Sao lại tào lao được mẹ Con đam mê Đó là sở thích của con mà Làm ca sĩ hát họ ướn hẹo không ra gì Mẹ không thích đâu Cậu bảo xua đi ý kiến của mẹ Kìa cô Quan trọng thích gì làm đó Thì mới làm tốt được Em ấy có sở thích đấy Sao cô không để em ấy thử sức Sau này nổi tiếng thì sao ạ à? Đúng rồi đấy à Mẹ em cổ hủ lắm mẹ tôi thở dài và lắc đầu. Quay trở lại hiện tại, Thỏ đứa con gái 8 tuổi của Trâm lay lay vai của cô. Mẹ, sao mẹ thần ra thế à? Mẹ chỉ nghĩ đến chuyện ngày xưa. Thỏ này trong chuyện giữa bố và mẹ sau này con lớn con sẽ hiểu. Con đừng có giận bố, bố chỉ là nhất thời nóng giận mà thôi. Em nhím cũng sợ mà mẹ, mẹ hay bị bố đánh, bà cũng hay bắt nạt mẹ không được nói linh tinh. Đi gọi em nhím dậy đi, đến giờ đi học rồi. Tôi đã sinh đôi hai cô con gái, có lẽ càng làm cho mẹ chồng tôi không ưa tôi, bởi vì bà luôn thể hiện trọng nam khinh nữ ra mặt. Tôi sinh con năm 17 tuổi, và hoãn lại những ước mơ và đam mê của tuổi trẻ, không học đại học, ở nhà sinh con và sống bằng tiền của chồng. Đúng là một người phụ nữ nhu nhược, tôi tự nhận mình như vậy. Đang nấu cơm thì cánh cửa nhà mở ra, Mẹ chồng tôi và bố chồng đi đánh tennis về. Tôi liền rót hai ly nước vào bê ra. Bố mẹ hôm nay về sớm thì à? Bố chồng tôi thì rất đon đà. Hôm nay mẹ kêu mệt, nên bố mẹ về sớm. Còn mẹ chồng tôi thì nhìn tôi lừ lừ đôi mắt. Cơm chưa nấu xong à? Dạ sắp xong rồi mẹ. Mẹ đi tắm đi, rồi ra ăn cơm là vừa. Tôi đi tắm hay đi vệ sinh? Cũng cần cô sắp xếp à? Đúng là không được ăn học đàng hoàng. Nói chuyện với người lớn Đừng có cộc lốc vô duyên như vậy Nhà này đều là người có ăn có học Bố chồng tôi liền xua tay Còn nó nói đúng còn gì Bà không tắm đi Để như vậy à Đi đi, đi tắm đi Còn ông ấy, cứ bênh nó Có ngày người ta cười vào mặt nhà mình Là có đứa con dâu không ra gì Thôi được rồi, bà nói nhiều thế Đi tắm đi Mẹ chồng tôi phụng phịu đi vào phòng Còn bố chồng tôi thì thở dài Nói có vẻ an ủi tôi. Con đừng có chấp. Mẹ của con bao năm qua vẫn thế. Con biết tính rồi mà. Dạ, con biết. Con không nghĩ gì đâu ạ. À? Nên duyên vợ chồng là số phận sắp đặt. Bố luôn đứng về phía hai đứa. Con cảm ơn bố. Cảm ơn bố đã hiểu cho con. Bố nghe nói con đang muốn đi làm sao? Dạ vâng. Con muốn đi bán hàng. Lũ trẻ bây giờ cũng 8 tuổi rồi. Nên con... Ý kiến này cũng không tồi. Để bố nói với mẹ con một lần nữa Dạ vâng Bố giúp con Con muốn chia sẻ đỡ gánh nặng với anh Bảo Bố hiểu rồi Gọi bọn trẻ xuống ăn cơm đi Dạ vâng ạ à? Tôi đang quay lên nhà thì đúng lúc này Bảo bước vào nhà Tôi ngạc nhiên vì anh về không báo trước Bảo về đi à Bố cứ tưởng tuần sau mới về Dạ vâng tranh thủ nên con về Sang tuần vào ngày lễ con phải trực Nên không về được Ừ thế bố đi tắm rồi ăn cơm. Dạ vâng ạ. À. Bảo nhìn tôi rồi cười nhẹ. Em có vẻ không vui khi nhìn thấy anh về nhỉ? Sao anh lại nghĩ như vậy chứ? Gương mặt của cô nói lên tất cả rồi đấy. Bảo đi qua rồi ghé vào tay tôi. Tôi bất chợt dùng mình. Đúng là tôi sợ khi thấy anh ta về nhà. Rất sợ. Bỗng soảng, lọ hoa của con gái đặt trên bàn học rơi xuống đất. Tiếng bảo quát lên. Mày học hành thế này à? Em mày còn được 9 điểm Mà mày chỉ được có 7 điểm sau thỏ Sao? Sao mày muốn làm ăn gì? Thì phải làm sao? Thỏ sợ hãi Nên cứ co rúm người lại và khóc Trâm lúc này lên tiếng nói nhỏ Anh vừa về Đã làm vậy rồi con nó sợ đấy Mày im mồm đi Để yên cho tao dạy nó Mày muốn con mày lớn lên làm cái gì đây? Trước mặt con Anh đừng có mày tao có được không? Em sẽ dạy con Con cũng có nhiều tiến bộ mà Tao không tin tưởng mày Mày suy cho cùng có học đến nơi đến chốn đâu Mà dạy dỗ được chúng nó Tôi không học được là vì ai Không phải là vì anh à Anh quên rằng chính anh Đã làm gì tôi à Mẹ ơi con đói Mình đi ăn cơm thôi mẹ Thò kéo áo của mẹ Con lúc này bảo lại hất hàm nói tiếp Hai đứa xuống dưới nhà đi Thỏ lắc đầu nắm tay nhím Nhím cũng tình danh sợ bố đánh mẹ Nên con bé nói ngay Bố ơi, bố đi rửa tay rồi ăn cơm ạ à? mẹ bảo là mẹ nhớ bố nhìn nói xong hai đứa dắt tay nhau ra ngoài bảo đóng dầm cánh cửa phòng hai đứa trẻ liền chạy xuống gọi ông bà hốt hoảng nhất chính là thỏ bà ơi bà bố đóng cửa đánh mẹ tào lao bố và mẹ mày lâu ngày gặp nhau để cho bố mẹ mày nói chuyện mẹ các con cũng ngàng lắm nào ra đây bà cho ăn bố lại đánh mẹ đấy bà không có chuyện đấy Bà có nghe thấy cái gì đâu Bà mẹ chồng cố xoa dịu các cháu Bà ta biết bản tính của con bà là chính là Vũ Phu Bà ta lầm bầm Cho nó dậy, cho chừa đi Cánh cửa đóng lại Bảo bóp cổ tôi Từ bao giờ mày dạy con nói dối Mày nhớ tao Để hôm nay tao cho mày đỡ nhớ nhá Anh bỏ tôi ra Nếu anh đánh tôi trước mặt bọn trẻ một lần nữa Tôi nhất định không nhịn anh đâu <laughs> Mày không nhịn đó Thế mày định làm gì? Chia tay. Mày dám nghĩ đến cả chuyện đấy cơ à? Được. Mày càng ngày càng cứng rồi đấy. Để tao nắn cho mềm ra. Bảo kéo tôi sành sạch vào trong nhà vệ sinh. Anh ta xả nước vào bồn tắm. Rồi ấn đầu tôi xuống. Tôi dãy rủa Thằng khốn. Giết tôi đi. Loại đàn ông đê hèn. Chỉ biết đánh đàn bà. Bảo cười nhếch mồm. Rồi nhấc đầu của Trâm lên. Trâm thở hồn hển Bảo mút chùn chụt vào môi của Trâm. Nếu cô thích đánh ở đâu thì hơn." Cô ngang bướng, "Nếu tôi không dạy cô, chắc là bây giờ loạn nhà. Hơn nữa cô rất láo với bố mẹ tôi." "Tôi láo cái gì? Anh nói đi. Tôi chăm chút cho gia đình anh chưa bao giờ cãi lại, dù mẹ luôn coi thường tôi, chỉ là con của một người giúp việc, nghĩ rằng tôi tham cành cao mồi chài anh. Tôi chẳng phải bị anh hiếp à? Anh nói đi, tôi sai ở đâu?" "Mày vẫn là còn thủ tao chuyện đấy. Số 8 năm qua cuối cùng Mày chỉ nghĩ đến chuyện năm xưa Đúng, tao hiếp mày đấy Tao xin lỗi, ok Bảo đẩy trầm ra sàn phòng tắm Anh ta vẻ mặt không vui Bước ra khỏi cửa phòng Đi xuống dưới nhà Mẹ anh ta gọi con Con không ăn cơm à Đi đâu đấy Bảo không nói câu gì Đi ra ngoài và phóng xe đi Bà mẹ chồng đứng lên Nói vọng lên cầu thang Chả hiểu nó làm cái gì Bà để chồng về miếng cơm còn chưa ăn lại phải bỏ đi. Xác định lấy chồng mà không coi trọng chồng. Cãi nhau là nhanh, đúng là vô phúc. Mới cưới cô về, làm con dâu của tôi. Trầm trong phòng tắm vừa lau tóc, vừa nắm chặt lấy bàn tay. Tôi luôn nghĩ rằng phải nhẫn nhịn. Tôi luôn nghĩ rằng giá như bản thân mình mạnh mẽ hơn. Tôi sẽ đưa bọn trẻ rời khỏi đây. Nếu ra tòa, tôi sẽ không được nhận nuôi con. Và tôi sợ rằng lũ trẻ theo tôi sẽ khổ. Nên tôi chỉ biết nhẫn nhịn. Bảo trên đường lái xe, anh ta nhìn vào điện thoại báo rằng ngày mai là sinh nhật của Trâm. Chính vì biết ngày mai sinh nhật vợ, nên anh ta xin nghỉ phép. Nhưng khúc mắc giữa hai, do mẹ chồng luôn bơm vá, khiến cho hai vợ chồng luôn căng thẳng. Tôi đến khi cho hai con đi ngủ. Tôi xoa đầu hai đứa. Sao còn chưa ngủ nào? Mẹ ơi mẹ ngủ với con. Mẹ đừng về phòng. Bố về bố đánh mẹ đấy. Bố con là người tốt. Mẹ hay chọc giận bố Từ nay về sau bố không đánh mẹ đâu Con cứ yên tâm Bố luôn yêu mẹ và các con Có thật không mẹ Bố có thật là yêu mẹ không ạ à? Nhím lúc này nắm tay của thỏ Chị hỏi nhiều thế Không yêu sao lại có hai chị em mình Tôi mỉm cười Vì lời con trẻ Đóng cửa phòng cho lũ trẻ Tôi nhìn căn phòng của mình Và nhìn đồng hồ bây giờ đã hơn 23 giờ Vậy mà anh ta chưa về đến gần sáng khi tôi đang ngủ thì mới thấy bảo mở cửa phòng bước vào tôi bật dậy anh có uống nước không em lấy cho không cần bảo cởi áo tôi liền quay mặt vào trong anh đi uống rượu đi à bảo chỉ cười khẩy anh ta tháo đồng hồ ra rồi ngồi ở ghế cởi quần ra tôi chợt run bần bật khi thấy chồng tôi muốn tôi cởi quần 9 năm trước Nụ cười của người đàn ông vào buổi sáng Như nuốt trọn trái tim của cô gái mới lớn như tôi Trên tay ôm con mèo trắng Cùng bộ đồ màu trắng Và nụ cười thật sự tỏa nắng Chào em, buổi sáng tốt lành À dạ vâng Tôi rời cả cái túi đang cầm xuống chân Và bảo cúi xuống nhặt rồi đưa vào tay cho tôi Sao thế? Dạ không có gì ạ à? Em định ra ngoài à? Dạ vâng, em mang cái này qua nhà cô bác chơi với mẹ em chút rau ở quê bà em gửi cho vậy ở đâu anh chờ đi tiện anh cũng ra ngoài dạ thôi em đi xe buýt được rồi hâm mà nhà anh có xe đi anh chờ bảo tóm lấy bàn tay của tôi kéo đi rồi anh nắng tôi bất chợt nhìn bàn tay của anh ấy rồi cứ như kẻ mất hồn tôi tự hỏi rằng giữa nam và nữ sao lại có thể tự nhiên đến như vậy tôi liền giật tay lại dường như bảo nhận ra rằng tôi đang ngài tối rau để em sách à Châm giật túi dao trên tay Bảo rồi cười nhẹ đi vụt qua. Bảo nhận ra rằng Châm đang ngại. Anh ta phì cười rồi cố gắng nhịn xuống. Châm đã nắm tay ai bao giờ chưa? Anh đoán chắc là chưa nhỉ? Sao anh lại nói vậy? Anh đoán vậy thôi. Tất nhiên là có rồi chứ. Vậy sao? Thì đương nhiên phải nắm rồi. Mình có cụt tay đâu. Anh đùa mà. Bảo đi lướt qua ra chỗ xe ấn xe. Châm tức vì bị nói sỏ. Cô lầm bầm đúng là anh ta khịa mình. Tôi chợt nhận ra chỉ mới 25 tuổi, nhưng anh ta đã có xe sang để đi. Ngoài nhìn lại căn nhà của họ, tôi chợt nhận ra rằng họ rất có điều kiện. Trên đường đi, bảo đon đả hỏi tôi. Chậm ít lên thăm mẹ nhỉ? Lần đầu anh gặp em trong 5 năm qua đấy. Dạ vâng. Sang năm em thi đại học à? Dạ vâng. Khi nào thi, lên nhà anh ở nhá. Dạ thôi. Bảo bật cười rồi xoa đầu của Trâm Dạ vâng, dạ thôi Nó gắn trên miệng của em sao Trâm mở tròn mắt nhìn bảo Đăng đèn đỏ xe dừng ở ngã tư đường Ánh mắt ngây thơ của Trâm như bị cuốn hút bảo Anh ta bóp miệng của Trâm Rồi hôn chặt lên đôi môi của cô Trâm đẩy mạnh Rồi tát bôm bốp vào mặt của bảo Nhưng bảo lại cười khẩy Anh là đồ dâm dê Dâm dê? Ý em là gì? Đúng thế, anh tránh xa tôi ra Trầm lấy túi sau sau đó mở cửa xe của Bảo Nhưng Bảo giữ tay Nhưng mà em thích mà Có phải không? Không, anh quá tự cao tự đại rồi Với anh Là nụ hôn đầu chứ Anh tránh sao tôi ra Trầm đầy Bảo sau đó mở cửa xe chạy thật nhanh Băng qua ngã tư đường Bảo sờ lên môi anh ta cười nhẹ Mạnh mẽ, anh thích rồi đấy nhóc à Tôi chạy như bị ma đuổi Gương mặt vẫn còn đỏ ửng lên Vừa đi châm vừa lầm bầm sợ quá hắn đã hôn lên môi mình đàn ông có lẽ chỉ gần gũi đàn bà vì chuyện này thôi sao đến chỗ của mẹ mẹ thấy tôi thì có vẻ lúng túng làm gì mà như mất hồn thế con dạ không do nắng quá mẹ à cô bác là bạn của mẹ và cũng đi làm giúp việc nhưng làm cho người nước ngoài trầm lớn quá rồi da dạ dáng thiếu nữ lắm rồi đấy dạ cháu cũng hơi lớn thôi ạ à? mẹ trầm cười cùng với cô bác nó đang còn tổ lắm chị Chả biết làm gì Chị mà tổ thế này Sao có lo được cho em gái không Tính cả tuổi mụ cũng 17 tuổi rồi chứ ít gì À sao Trâm Còn có con bé gì nhỉ Còn con Thảo Năm nay cũng 11 tuổi rồi Tôi đi làm từ lúc nó mới được 6 tuổi Hai đứa con gái Sau này thao hồ mà hưởng phúc Đầu năm đi rút quẻ thấy người ta bảo Hai đứa con nhà em tình duyên lọng động Lận đận chả biết thế nào Trời ơi đừng có tin quá Cái gì cũng là do duyên số của chúng nó Chỉ cần cho vững tin Và tìm được một người thương nó là mừng rồi Dạ vâng Nhưng phải ăn học đàng hoàng Xong yêu ai hay làm gì thì làm Có công ăn việc làm ổn định Thì nhà chồng mới không khinh được chị ạ à. Câu nói của mẹ ngày đó Nghĩ rằng chỉ là câu dặn dò Nhưng sau này tôi mới thấy Thật sự thấm Không có học, mẹ chồng rè biểu Không có công ăn việc làm mang tiếng ăn bám chồng. Trở lại thực tế khi Bảo đang nói. Cởi quần ra. Trầm run dậy, cô ngồi dậy, rồi cởi quần, gương mặt không mấy vui vẻ. Bảo châm điếu thuốc rồi sau đó hút phì phèo. Mày cởi quần, mà tao cứ tưởng như mày sắp ra pháp trường xử bắn. Gương mặt của mày lúc nào cũng tỏ ra khó chịu. Em không như vậy. Sao? Ngủ với tao mày cảm thấy không thích chứ gì? tám năm qua chưa bao giờ mày chủ động gần chồng dù tao có đi cả nửa năm về mày cũng không đòi hỏi tao tự hỏi có hai lý do một là mày có thằng khác nhưng chắc chắn mày không dám hai là mày không yêu tao mày luôn như kiểu tao cưỡng ép mày em sợ anh đánh em em sợ nếu làm anh phật ý anh sẽ đánh em thế nên bao giờ anh nói gì em làm cái đó chỉ cần anh đừng đánh em trước mặt bọn trẻ là được Nói xong chầm rơm rớm nước mắt Cô quay mặt vào trong Bảo chợt khựng lại Anh ta đi ra giường Rồi với tay xoay người châm lại Thấy nước mắt của cô rơi xuống Anh ta cúi xuống hôn lên nước mắt của Trâm. Trâm thở mạnh Nếu như em ngoan Anh nhất định không đánh em Nhưng nếu như em láo với mẹ anh Thì anh nhất định phải rèn rũ em Bảo bóp miệng trầm Rồi mút lên môi cô Không để cho Trâm nói Anh ta vội vàng cười bỏ quần áo rồi trèo lên người Trâm Giữ hai tay của Trâm lại Em không dám làm sai lời mẹ Anh phải tin em Tạm tin Bảo ghi tay của Trâm xuống giường Cơ thể của anh ta ở đùi chạm vào đùi của Trâm Anh ta hưng phấn đến mức Không cần làm gì Mà lúc này đi thẳng vào người của cô Thích không Em biết anh mà Anh chỉ thích chạm vào cơ thể của em Chỉ thích hôn lên bờ môi của em Nhưng Em xin anh đây Em không chịu được đâu Sáng hôm sau Trâm phở phạc dậy sớm Dọn dẹp nhà cửa Kể từ sau khi lấy bảo Thì gia đình không còn thuê ai giúp việc nữa Mọi việc trong nhà đều phải do Trâm làm tất cả Việc nội trợ gia đình Mẹ chồng cô dậy sớm vươn vai Cầm tờ báo mà Trâm đặt sẵn trên bàn Nhìn thấy Trâm đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà Bà ta lên tiếng Sao sáng nay Cầm như hến thế kia Hôm nay dậy muộn hay sao mà sàn nhà còn chưa lau khô? Dạ, sáng nay con ngủ quên. Cô xem nhà tôi chưa có cháu trai đâu đấy. Hai đứa con gái sau này lấy chồng là hết. Dục cô đẻ, mà năm lần bảy lượt lờ đi là sao? Còn với anh Bảo, chưa nghĩ tới chuyện đó mẹ ạ. Hai đứa cũng 8 tuổi rồi, có cái gì mà chưa nghĩ đến. Cô không đẻ thì bảo sớm, tôi còn biết đường lấy vợ mới cho con. Bố của Bảo đi từ trong ra, ông quát lớn. Bà nói như thế mà cũng được à? Vợ chồng nó đẻ hay không? Làm gì đến lượt bà quyết định? Ông này hay nhỉ? Sao lại không được quyết? Ông nói như dở hơi. Con nào cũng được, miễn là nuôi con khỏe mạnh. Nhưng mà tôi thích cháu trai được chưa? Ông thích gái, của ông tất. Bà đúng là không biết ý tứ. Con dâu của ông ấy, ăn học ít lắm, nên phải nói thẳng cho nó hiểu. Chứ cái kiểu, học ấy, đếch hiểu đâu. Trầm nắm chặt chiếc đũa, chợt có tiếng của bà vang lên mẹ nếu như chê vợ của con như vậy thì bọn con ra ngoài ở riêng Trâm nhìn lên thấy bà đang nhìn cô cô vội vàng cúi đầu xuống mẹ bảo lại đon đà nói chuyện ôi dào mẹ nói trêu mà có đúng không trâm dạ vâng mẹ chỉ trêu thôi à mẹ đừng trêu cái gì quá con nghe chối tai lấy vợ là lựa chọn của con vợ con xấu hay đẹp ít học con không quan tâm con chỉ quan tâm lấy người mà con yêu Con nói với mẹ một lần này nữa Và không bao giờ nhắc lại Nên mẹ chú ý hộ con Chậm thấy không khí gia đình vô cùng căng thẳng Cô xua đi Con lên gọi lũ trẻ xuống ăn sáng à Chậm đi lướt qua mặt bảo Cô vẫn có gương mặt đỏ lên giống như ngày xưa Bảo quay đi ngay sau Trâm Anh ta kéo tay Trâm vào phòng Anh làm cái gì thế Anh muốn hôn em có được không Chậm kiễng chân lên hồn vào môi của Bảo Sau đó cười gượng Được chứ Em phải đi gọi con đây Cô vội vàng mở cửa đi ra ngoài Rồi ôm lấy tim của mình Đã lâu lắm rồi hai vợ chồng Mới có lại cái cảm giác này Còn Bảo đứng gần người sau cánh cửa Anh ta cũng mím chặt môi Và nở một nụ cười mỉm Bà mẹ chồng của Trâm bây giờ ngồi lầm bầm Ông xem Nó thay đổi rồi đấy Nó không còn nghe tôi Loạn cái nhà này loạn mất rồi Bà làm loạn thì đúng hơn đấy Bà bơm vá để vợ chồng nó căng thẳng bao nhiêu năm qua Đặt điều cho con dâu Nếu thằng Bảo nó biết ý, Thì bà tự lo hậu quả đi Tôi đâu có đạt điều Tôi dặn con phải nắn vợ Không để nó ra đường lẳng lơ Thì làm sao Bà đúng là hết thuốc chữa Bà sống một mình đi cho sướng Này ông Tại nhà của Trâm Mẹ Trâm đang cào thóc của sân Thì người đưa thư tới Bà đọc xong nội dung lá thư Bà đứng ngẩn người Bà ấn số điện thoại trên lá thư Rồi gọi ngay Vâng là tôi đi ạ à? Ông ấy mất rồi Sao ạ à? Bố lũ trẻ mất rồi sao thưa phu nhân Cô về đây ngay đi Mẹ trầm táo hòa lên xe lên thành phố Bà lưỡng lự đứng trước cửa một căn biệt thự Người làm ra mời bà vào nhà Bên trong nhà một đám người mặc đồ đen Một người phụ nữ quý phái vẻ đẹp điềm đạm Khoảng tầm 60 tuổi dùng đẻ cô ngồi đi vâng cảm ơn phu nhân bây giờ ông ấy cũng mất rồi Dì chúc ông ấy muốn tôi nhận lại hai đứa con của cô sợ tôi không dám đâu phu nhân chuyện xưa cũng qua rồi giờ là lúc lấy đại cục làm trọng chủ tịch có bên ngoài hai cô con gái riêng nữa tôi cũng cho người đưa về nhưng riêng với cô thì có tới tận hai cô con gái cô doanh nhân giàu có ai chả có vài cô vợ bên ngoài tôi chỉ có một đứa con trai Ý của phu nhân là Gia đình họ trịnh xưa nay luôn làm ăn nhờ vào nhà họ hồ Dòng tộc của họ danh gia vọng tộc Đều làm quan chức chính trị lớn Thế nhưng họ lại hủy bỏ kèo làm ăn với họ trịnh Giờ phu nhân bên đó nói rằng Nếu cậu cả nhà họ có ưng con gái nhà họ trịnh Mà có thể kết làm thông gia Thì chuyện làm ăn tái hợp chắc chắn sẽ thành Cậu cả nhà họ hồ chẳng phải là có vợ rồi sao Cậu ấy có hẳn ba vợ Nhưng vợ chính thức sắp chết Tôi muốn hỏi cô con gái Trong hai cô, nhà chị Có cô nào để gửi gắm hay không Ý của phu nhân là Không đâu phu nhân Tôi đưa con gái tôi cho phu nhân thì được Con gái lớn của tôi lấy chồng Còn cô con gái nhỏ Đang còn bé Cháu mới 17 tuổi Quá đẹp Nếu con bé được gà vào đó Thì cô chẳng phải được thơm lây hay sao Không Hãy gả một trong hai cô con gái còn lại đi Chắc chắn cậu cả đó sẽ không ưng con tôi. Còn bé xấu xí quê mùa, tôi xin phép về trước. Nhà tôi còn nhiều việc. Dung này, cô đứng lại đó. Cô nghĩ tôi cần con của cô sao? Hai đứa kia một đứa chơi bời đang bầu 8 tháng. Không có chồng, còn một đứa xăm trổ đầy người. Thì sao có thể bước qua cửa nhà họ được? Hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Tương lai của con gái cô đang ở trong tay của cô đấy. Lũ trẻ, nó chỉ muốn lấy người mà chúng nó yêu. Tôi không cần giàu có Hay là danh gia vọng tộc Vậy cô muốn chuyện bố của chúng nó Đang ở trên bàn thờ Không phải là bố đẻ của chúng nó sao Mà chỉ là kẻ ngu muội Đưa người phụ nữ có hai đứa con Về sống cùng Được nói ra chứ Tôi nghĩ bao nhiêu năm qua Tôi chưa hề đến đây Đòi hỏi gì chủ tịch hay phu nhân Xin phu nhân giữ lại chút tự trọng Chuyện làm ăn không thành Lại muốn con gái của tôi gánh vác Cháu không làm nổi đâu Xin phu nhân Để cho chúng tôi được yên Bà Dung rời khỏi căn biệt thự Phu nhân cao quý kia nắm chặt hai tay Răng thì nghiến ken két Còn gái nó Còn nguyên chứ Già dạ đứa lớn lấy chồng Tao hỏi đứa thứ hai Dạ 17 tuổi, xinh xắn và còn nguyên ạ à? Đưa nó về đây Tao sẽ rèn để nó làm mợ cả nhà họ hồ Khi đó gia đình ta làm ăn sẽ không phải là nhỏ lẻ nữa và cũng không sợ đối thủ nào trên thương trường. Tiếng chuông cửa nhà Trâm vang lên. Trâm mở cửa thấy cô em gái tên Thảo đang đứng ôm một bó rau. Trên môi có một nụ cười rạng rỡ Chúc mừng sinh nhật chị gái yêu. Quà của chị toàn là rau sạch nhá. Mẹ dặn em mang cả ngô lên cho chị. Đây, 20kg gạo. Nặng dã cả tay ra. Nhọc còn, bây giờ cao hơn cả chị rồi. Vào trong nhà đi, Bà Dung và Thảo ngồi thử ở bến xe buýt. Bà ôm mặt. Đứa lớn khổ rồi. Giờ còn đứa bé sẽ ra sao? Khi bị gà cho kẻ có vợ chứ? Ký ức vẫn luôn là thứ khiến cho tôi mỗi khi nhớ lại. Lòng lại cảm thấy tổn thương. Tối hôm đó sau cái lúc tôi bị bảo cưỡng hôn. Cả đêm tôi không thể nào chợp mắt. Tôi cứ nghĩ đến hành động của một gã đàn ông dành cho mình. Tôi quay sang thấy mẹ ngủ say. Sợ cứ chằn chọc làm mẹ khó ngủ. Nên tôi liền bật dậy đi ra nhà bếp, mở tủ lạnh, lấy nước uống cho tỉnh táo. Tôi thấy ngoài sân đèn điện vẫn sáng. Tôi nghe thấy tiếng nói chuyện điện thoại, nên tôi tiến ra gần cửa sổ và nhìn qua cửa kính. Em đừng có gọi cho anh nữa. Chúng ta chia tay đã lâu như vậy rồi. Em cũng có người yêu mới rồi. Nếu như chúng ta cứ tiếp tục liên lạc, anh nghĩ rằng người yêu của em không vui đâu. Vậy anh có bạn gái chưa? Em chỉ lo anh có bạn gái. Em gọi như vậy sẽ khiến cho bạn gái của anh hiểu nhầm. Trâm đang đứng trong nhà đi ra thì đụng vào chiếc điều khiển TV trên mặt bàn làm rơi xuống đất. Nghe tiếng động, bảo đứng bật dậy. Anh ta mở cửa vào thấy Trâm đang nhặt đồ lên để lên mặt bàn. Vẻ mặt của Trâm lúng túng. Em thấy đèn sáng nên mới ra xem cổng thôi, chứ không cố ý. Nghe anh nói chuyện điện thoại. Anh đâu có nói gì đâu. Em có nghe hay không? Đâu có quan trọng. Trâm lầm bầm kiểu như anh ta đang nói móc khiến cho cô khó chịu. Trâm đứng dậy rồi quay đi nhưng bị bảo giữ tay lại. Anh làm cái gì thế? Theo em thì anh làm gì? Đổi trơ chén. Anh hay làm vậy với các cô gái có đúng không? Chồng anh có vẻ khá chuyên nghiệp đấy. Đừng có đánh giá chuyên nghiệp. Chẳng phải còn đỉnh hơn sao. Sao nào? Hai em đã hôn nhiều lần rồi. Chưa bao giờ anh đừng nói linh tinh. Trâm nói xong mới biết mình nói hứa nên khuôn mặt đỏ ngừng. Cô giật tay ra nhưng bảo cô giữ mãi không buông. Anh ta vừa giữ vừa cười, nụ cười sở khanh chọc kẹo. Nhóc, anh thích em rồi đấy. Tình yêu phải trải qua nhiều chuyện mới có thể đơm hoa kết trái. Nếu nói quá dễ dàng như thế, chỉ là trẻ trâu mà thôi. Em trẻ trâu còn gì? Ơ này! Em đã nghe câu chuyện yêu em từ cái nhìn đầu tiên chưa? Tiểu thuyết sẽ vòng vo, còn anh thực tế anh ngỏ lời luôn thì tốt hơn không phải sao vậy còn phải xem đối phương có thích hay không anh đừng tự tin thái quá vào bản thân mình trầm giật mạnh rồi đi thẳng vào phòng bảo ngồi ôm chú mèo trắng rồi ngồi ở phòng khách cứ như vậy cười nhẹ cô ấy đúng là mạnh mẽ sáng hôm sau mẹ tôi dặn dò mẹ đi chợ mua đồ mai ông bà chủ về rồi lúc nào mẹ đi chợ về rồi hãy về giờ ở đây trong nhà nhớ có khách đến con lau nốt cho mẹ cái mặt bàn tivi Sáng nay mẹ quên chưa lau Dạ vâng mẹ cứ đi đi Con làm nốt việc cho Tôi cầm cái khăn ra lau mặt tivi Rồi nhìn thấy con mèo đang nằm cạnh tivi Tôi xoa xoa vào đầu nó Chọn nó nhảy lên và cả vào tay của tôi Làm tôi đứng dậy vung tay bất chợt Chiếc tivi màn hình phẳng Đổ ụp xuống chân của tôi Màn hình thì vỡ toang Tôi hoảng hốt dựng lên Rồi nhặt từng mảnh vỡ Vừa nhặt vừa khóc chết rồi phải làm sao đây chiếc tivi bao nhiêu tiền mình làm hại mẹ rồi phải làm sao đây bảo đi từ trên xuống anh ta đang định ra ngoài khi đi qua phòng khách thấy chiếc tivi đổ ụp xuống mảnh kính vang tung tóe tay của trâm đang chảy máu nhưng đang ngồi để nhặt mảnh vỡ sao thế này tay em chảy máu gì kìa thầy trầm cứ cúi đầu sột xịt anh ta nhận ra rằng trâm đang khóc phải làm thế nào đi ạ à? em không cố ý em đang làm chứ tự dưng nó vỡ xuống không phải lỗi của mẹ đâu tất cả là lỗi của em anh ạ à. thôi được rồi tay của em chảy máu rồi băng xong đã rồi có gì nói sau bảo lấy chiếc gạc bông thâm máu rồi quấn tay cho trâm vừa quấn vừa thổi nhẹ trâm đỏ mặt sau đó rụt tay lại em cảm ơn anh cái tivi này bao nhiêu tiền ạ bây giờ anh và em dọn sạch rồi bỏ ra ngoài kia phải mua tivi mới trước khi bố mẹ anh về. Cái này... Cái này có đắt không ạ? À? Không, rẻ thôi. Tôi và Bảo dọn dẹp sạch sẽ rồi cùng nhau đi mua tivi. Đứng trước tivi như vậy, tôi thấy đề giá 190 triệu. Tôi run bẩn bật khi nhìn thấy giá. Cái này... Mẹ em không có tiền để trả nổi đâu. Em cũng không có tiền. Cả năm mẹ làm được mấy chục triệu. Mà như thế này... Mẹ em phải làm mấy năm anh lấy cái này Chuyển luôn đến nhà Lắp luôn cho tôi nhé Bảo cười nhẹ sau đó nói với nhân viên Còn tôi thì ngăn lại Anh nghe em nói không Em không đủ tiền để mua Mẹ em cũng vậy mà Anh sẽ tạm ứng cho em Sau này tính tiếp Tạm ứng ý ạ à? Tôi ngây ngô nhìn thấy người ta nói như vậy Mà không nghĩ đến hậu quả Họ đưa tivi về Lắp đặt y nguyên Mẹ tôi lúc này bật khóc Xin lỗi cậu bảo Con gái tôi nó đoảng để cho cậu bị ảnh hưởng thế này. Tôi đâu có nói cho, thím còn làm ở đây mà, cứ giữ kín chuyện này với bố mẹ tôi, đừng nói ra không hay ho gì đâu. Vâng vâng, cảm ơn cậu nhiều lắm. Tôi buồn cứ cúi đầu vì biết số tiền lớn đó, mẹ tôi phải đi làm mất vài năm, tôi cảm thấy ân hận, cảm thấy bản thân mình lên thăm mẹ mà còn làm hại mẹ, đúng là vô dụng. Mẹ xoa đầu an ủi tôi. Thôi chuyện cũng qua rồi con đi về đi mẹ ơi con không cố ý con xin lỗi không sao về đi em con còn đang mong cuối tháng này mẹ về vâng ạ à. con lên chào cậu bảo một câu cảm ơn cậu ấy đã cứu con đi dạ vâng tôi lên gõ cửa phòng bảo sao mở cửa anh ta đang đeo túi định đi đâu đó em phải về rồi cảm ơn anh đã giúp đỡ em ừ không có gì nếu sau này thì đại học xong em sẽ đi làm. Anh cho em trả dần tiền tivi có được không? Mẹ em làm cực khổ cả tháng, em không muốn mẹ vì em mà không cầm được đồng lương nào. Cho anh số của em. Dạ, để làm gì ạ? Anh sẽ chỉ cho em cách trả tiền nhanh nhất. Anh ta cười mỉm nhẹ một cái, tôi đọc số và cứ nghĩ rằng anh ta là một người tốt, cho tới cái ngày mẹ tôi ốm phải nằm viện và tôi liền từ quê lên để chăm mẹ tôi mẹ ơi mẹ có sao không ạ mẹ mổ ruột thừa không sao ông bà chủ tốt bụng lo hết cho mẹ rồi mẹ ổn cả ngày mai có thể xuất viện ông bà chủ và cậu chủ đều đi ăn cưới ở xa nên không có ở nhà tối còn về đấy ngủ ở đây họ không cho người nhà ngủ lại đâu vâng vậy mẹ nghỉ đi mẹ không về quê mà về lại đấy ạ à? Ông bà chủ bận việc, nhà cửa không có mẹ không được. Con đang ôn thi, nên ngày mai con cứ về, mẹ đỡ rồi. Về đó, mẹ lại đi làm. Con ở đây ba ngày học một tuần, con vừa đỡ mẹ việc nhà, con vừa ôn thi à? Cái con bé này, vậy ở đây với mẹ vài ngày. Bé Thảo chắc là nhớ mẹ lắm rồi. Con bé cứ nhắc mẹ suốt, nó muốn khỏe với mẹ. Nó được đi thi toán cấp huyện đấy. Mẹ yên tâm rồi. Mẹ mừng vì có hai cô con gái đều học giỏi. Mẹ không còn gì mừng hơn. Mẹ nghỉ ngơi, con đi mua một cơ mẹ nhé. Sau khi chăm mẹ, tôi trở lại căn nhà của ông bà chủ. Mẹ đưa tôi cho chìa khóa và dặn tôi hút bụi trong nhà, lau dọn cho sạch sẽ. Tôi dọn từng nơi trong căn phòng, đến phòng của bảo. Mở ra tôi thấy rất sạch sẽ và gọn gàng, nên tôi không phải dọn dẹp gì, chỉ lau qua cũng đủ sạch. Đang lau cây khung ở rèm cửa sổ, thì cửa mở ra, làm cho tôi giật mình em làm gì ở phòng anh dạ em dọn dẹp thay mẹ thế à thế cô sao rồi mẹ em đỡ rồi mai có thể xuất viện à trầm cười rất tươi rồi trèo thang xuống cô trượt chân thì bảo đỡ tay người châm tựa vào vai của anh cô liền đứng bật dậy cảm ơn anh anh đói rồi nấu gì ăn đi nấu cơm à? sao em nấu được không dạ được chứ ạ à? anh ăn gì ạ à? Ăn gì cũng được, đơn giản thôi, không cần cầu kỳ. Dạ vâng. Mà mẹ nói anh ta đi ăn cưới, sao bây giờ đã đang ở nhà nhỉ? Hay là chưa đi? Tôi lầm bầm như vậy, rồi sau đó cũng đi nấu cơm. Tôi đến bảo mặc chiếc áo phông để lộ rõ thân hình tập ghim vạm vỡ. Anh ta đứng có thể che hết người của Trâm. Trâm nhỏ người béo xíu như một cây kẹo. Cô vừa nấu ăn vừa đeo tay nghe và hát. Bảo nhận ra Trâm hát rất hay. Thảo nào mà cô ấy cứ ước mơ làm ca sĩ Anh ta cứ đứng Cứ nhìn cô Rồi cho đến khi châm nhận ra Bảo đang nhìn mình Cô vội vàng bỏ tay nghe ra Cơm sắp xong rồi anh ạ à. Em hát rất hay Hát tiếp đi Dạ thôi trầm với tay lấy cái bát Thì Bảo từ sau với tay lấy Cô ngại quay lại thì chạm mặt vào thân thể vạm vỡ của anh Bảo lùi lại sau đó cười nhẹ Em nấu món gì thế Em làm thịt bò Xào với quả su su và một bát canh rau ngót ngon đấy chúng ta ăn cơm thôi mấy giờ thì anh đi anh á anh không đi anh không đi á sao có vẻ như hốt hoảng thế à dạ không có gì anh định đi mà ở cơ quan có việc nên anh phải làm xong mới được về muộn nên không tiện đi ăn cưới dạ vâng à anh làm công an bên màng gì thế ạ à? anh á anh làm bên ép cung ví dụ giết người như thế nào anh đánh cho khai ra chi tiết thì thôi Tôi thấy bảo có hơi hướng khá là bạo lực Anh có vẻ thích bạo lực nhỉ Ai bảo em thế Nghe anh nói em đoán thế Không phải ai cũng làm bên mảng đấy được Chuyện bình thường Bình thường anh cũng rất hiền Chỉ khi nào trái máu Anh ấy, anh mới đánh đập thôi Bảo cưỡng lại nói chuyện quá căng thẳng Khiến cho Trâm có vẻ sợ Nhìn môi của Trâm Anh ta chợt có ý anh ăn đi, em ăn xong rồi Nhanh vậy, ăn như mèo thế Em ăn no rồi Xong bát đi anh cứ vứt đấy lát em rửa Em phải ôn thi Ừ, đi học đi Trầm lúc này đứng lên, miệng cô lầm bẩm Lá dọn xong phải khóa cửa lại Trước khi đi ngủ Cho cẩn thận mới được Đến khi 10 giờ anh ta đi xuống dưới nhà Nhưng không thấy Trầm rửa bát Bát đũa đang còn nguyên Anh ta nhìn xung quanh rồi thấy cửa phòng cô giúp việc hé Trầm ngủ gục trên bàn tay đang cầm bút bảo cười nhẹ rồi đi ra rửa bát đũa thay cho cô trâm nghe thấy tiếng lạch cạch thì liền bật dậy bước ra ngoài chết rồi em ngủ quên để em làm cho ạ à? cũng xong rồi em đi ngủ đi ừ thế anh ăn hoa quả không em gọt cho ạ à? ừ cũng được trâm ngại vì để bảo rửa bát gọt xong hoa quả cô bê ra phòng khách thì thấy bảo đang xem đá đa bóng anh bảo anh ăn đi em đi ngủ đây. Em cũng ăn đi chứ Mình anh làm sao ăn hết được à, Dạ vâng Ngồi cắn miếng táo tôi cảm thấy căng thẳng Khi ngồi cạnh nhau thế này Bảo chăm chú xem đá bóng Rồi bỗng nhiên ngồi sát cạnh tôi Tôi ngồi lùi lại Anh ta lại càng tiến sát hơn Anh thấy lạnh Ngồi gần cho ấm Nhưng đang mùa hè mà Anh cứ trêu em Em đi ngủ đây à Trầm định đứng dậy Thì anh ta quay sang vòng tay chống lên ghế Chặn không cho Trầm đứng dậy anh từng nói có cách Để em trả hết tiền tivi Em nhớ chứ Anh làm gì thế Em ngủ với anh đi Chúng ta hết nợ Chậm nghe xong tát vào mặt của bảo Đồ bị ổi Bị ổi á Em đi làm gái thì chỉ được 5 đến 10 triệu là căng Em đâu phải là hoa hậu Thế mà em nợ anh gần 200 triệu Em còn nói rằng anh bị ổi sao Anh tránh ra Tôi không đùa với anh Ai đùa với em chứ Bảo với chai rượu tây mà anh ta uống dở Đặt trên bàn Anh ta nhấp một ngụm rượu Rồi sau đó bóp miệng của Trâm Hôn cô rồi nhà rượu vào miệng của cô Trâm dãy rủa không được với sức vóc Của người đàn ông cao lớn và vạm vỡ này Rượu trào ra Trâm nuốt một phần Mặt cô đỏ lên Cô ôm mặt bật khóc Mẹ ơi cứu con Đêm nay chẳng ai cứu em được Tùy em Nếu như bây giờ em trả được tiền Thì tôi sẵn sàng để cho em đi anh biết thừa tôi làm gì có tiền nhưng tôi sẽ trả tôi hứa với anh một đêm anh và em bí mật không ai biết lại trả hết nợ không phải là hơn hay sao anh chắc chắn có nhiều cô gái anh đừng chú ý đến đứa nhà quê như tôi có được không quê đâu em vô cùng đáng yêu mà bảo vuốt tóc của trâm cô cắn vào tay của bảo anh ta nhăn mặt trâm nhân cơ hội này đầy ra rồi chạy thẳng vào phòng khóa trái cửa lại Chầm sau cánh cửa sợ quá Đến bước tay run rẩy Nước mắt trên gương mặt lúc này lăn xuống Cô vẫn còn bàng hoàng Áo trên vai bị rách một đoạn Bà mặt hầm hầm Đi ra gõ cửa Mở cửa ra Anh làm ơn tránh xa tôi ra có được không Tôi không phải loại người Để cho anh trà đạp Hay anh muốn làm gì thì làm Tôi bảo mở ra Đừng có để tôi phải xông vào Bảo lúc này đạp cửa rầm rầm liên tục bên ngoài Chầm sợ gãy cửa nên liền hét lên đừng có đạp nữa tôi hỏi lần cuối cô có mở cửa không trâm đi ra mở cửa bảo lúc này thờ hồn hển sau đó lừ lừ đôi mắt hỏng cánh cửa này ngày mai mẹ tôi mua đền đừng có đạp anh muốn tôi chứ gì đúng không được anh đừng có mơ trâm chạy thẳng ra cửa chạy theo dùng tay đóng dầm cửa lại và anh chặn cửa lại Chậm quay lại thì anh ta cúi xuống bóp miệng của cô vào hôn. Cô tát liên tục vào mặt và vai của anh ta. Bảo liên lên, đứng im và quát. Cô đánh đi, cô đánh nữa đi. Nhưng hôm nay tôi đố cô, chạy được ra khỏi đây. Thằng khốn nạn. Trầm khóc nấc lên đánh vào người của Bảo đến đỏ cả tay. Em nhất định đêm nay phải là của tôi. Bảo nhấc bồng châm lên trên vai, mặc cho cô gào khóc. Anh ta bế châm đi thẳng lên phòng của mình trở về với thực tại trâm ngồi ngần người em cái lên tiếng hỏi chị đang nghĩ cái gì thế ngần tò te ra vậy à không bưởi ngon lắm ăn thêm không chị bổ cho mẹ chồng chị hôm nay đi đâu vừa ra ngoài chắc về bây giờ chị đưa em bổ cho thế cháu em đâu hết rồi bố nó vừa đưa ra ngoài vừa nói xong thấy bảo mở cửa dắt hai đứa con về Bảo cười khi nhìn thấy em vợ đến chơi Thảo đến chơi đi à Dạ vâng em chào anh Nhìn với Thỏ có nhớ gì không nào Thảo hôn chụt chụt lên má của hai đứa Thỏ lúc này nhăn mặt Cháu lớn rồi không còn bé như trước Dì không được hôn cháu Xỉ nhóc con ra vẻ cơ à Bảo lúc này đon đà lên tiếng Ở đây ăn cơm rồi hãy về Cô lên nhà anh chơi Mà chưa bao giờ lại ăn cơm Tại mẹ anh hiền quá Nên em sợ châm đá vào chân của Thảo Bảo hiểu ý liền xua tay Mẹ anh già rồi hơi khó tính em đừng để ý em không để ý nhưng thời gian đầu anh vì mẹ anh mà đánh chị em bao nhiêu lần anh có còn nhớ không Trầm lúc này quát Thảo Kia Thảo im đi nói cái gì vậy có bọn trẻ ở đây Bảo lúc này cười có vẻ ái ngại Anh tuyệt đối không đánh chị nữa anh hứa tất cả những gì anh làm là anh sợ mất vợ anh sợ cô ấy ra ngoài Gặp và yêu người khác Không đâu Trong lòng em chỉ có anh và con thôi Trầm lắc đầu và lên tiếng Hai người lúc này nhìn nhau Còn Thảo lúc này vẫy bọn trẻ Và ôm miệng cười Nhìm nói vào tai của Thảo Dì Thảo đúng là đình nhất Con mong gì sẽ lấy được người tốt như bố con No Dì ở vậy Không lấy chồng Lúc này tại nhà họ Hồ Người làm đi ra đi vào tại gian nhà phía Tây Quản gia đi ra về mặt tái đi Nói với người dưới Bảo báo với phu nhân Mợ cả chắc chắn là không qua khỏi đêm nay Trong căn phòng nhiều tượng Phật Đại phu nhân đang ngồi gõ mõ Niệm Phật Chiếc vòng trên tay của bà rơi xuống Đứt ra Làm các hạt văng khắp phòng Bên ngoài cửa có người trình báo Đại phu nhân Mợ cả chắc là không qua khỏi Thế cậu chủ đâu Dạ cậu cả không liên lạc được ạ à? tìm mọi cách liên lạc với nó gọi cho bên Trịnh ra ta muốn xem mặt con gái họ Trịnh gọi cho bên họ Ngô ta muốn con gái họ Ngô Trịnh và Hoàng cũng có mặt ở đây vào tuần tới để cho ta xem mặt dạ thưa phu nhân tại sân gót lúc này người đàn ông đội mũ lưỡi chai bên cạnh là một con hồ trắng đang nằm dưới chân anh ta đang định đánh vào quả bóng thì có người chạy vào dạ thưa cậu phu nhân sắp mất rồi à vậy sao ánh mắt anh ta rất buồn đánh quả bóng vụt lên trời gương mặt anh ta lạnh tanh tại nhà họ trịnh sau khi nghe tin báo phu nhân họ trịnh đi ra đi vào bắt nó về đây không cần mẹ nó đồng ý ta sẽ có cách khiến bà ta phải đồng ý chùa xa chỉnh gạo mà còn làm cao à con gái bà ta nhất định phải lọt được vào mắt của đại phu nhân dạ có cách khống chế sao à có chứ vì gia đình này có hy sinh một đứa con gái như nó Thì có đáng gì Mẹ của Trâm và Thảo đi rút quẻ tháng Người dài quẻ nhìn bà sau đó cười Chị Dung này Quẻ này có chữ Hỷ Hỷ là sao em Là nhà chị con gái sắp có tin vui Mẹ Thảo rụng rời tay chân Bà sốc đến choáng váng Không đâu Chị nó lỡ dở đi lấy chồng sớm Tôi không thể nào để xảy ra Chuyện gì với con Thảo được bà dung lúc này gọi cho thảo con về ngay có chuyện gì thế mẹ con đang về về nhà ngay mẹ cấm con không được ra đường mẹ giận con cái gì à con cứ về ngay cho mẹ vâng vâng con về ngay đây mẹ đừng có giận con huyết áp nó lại lên bây giờ thảo vừa mới xuống xe buýt thì đầu làng có người bịt miệng cô người còn lại tiêm vào cổ tay của cô thứ gì đó khiến cho cô ngất đi họ đưa thảo lên xe còn người mẹ già cứ đứng ở cửa trông ngóng con về đầy lo lắng. Hồi tưởng của Trâm và Bảo Buông tôi ra, thằng khốn kiếp. Anh có buông tôi không? Tiếng gào thét của một cô gái trong căn phòng, cánh cửa đóng lại. Cũng lúc là Trâm cảm nhận được bản thân mình sắp phải đối diện với kẻ muốn chiếm lấy thể xác của cô. Bảo ném Trâm xuống giường, anh ta trồm lên người cô như một con thú đói lâu ngày khi nhìn thấy mồi. Trâm lấy hai tay giữ lấy trước ngực của Bảo để anh không chạm vào cô. Anh bảo anh tha cho em Làm ơn Em còn sắp vậy thi đại học Anh làm ơn anh tha cho em Em không bao giờ nói chuyện này Cho ai biết đâu ạ à? Nói ra thì sao Anh đâu có sợ khi em nói ra chứ Trầm mèo máu rồi đánh mạnh vào ngực của bảo Tại sao anh làm thế Tôi đâu có lỗi gì với anh Tôi với anh chỉ vô tình biết nhau thôi Đâu có phải là chuyện yêu đương gì Đâu phải cứ yêu là mới được quan hệ Với người đàn ông chỉ cần nổi hứng phút chốc là có thể chạm tới đàn bà. Bỉ ôi, anh là thằng đàn ông vô liêm sỉ. Sao cũng được. Bảo rằng tay của Trâm ra, đặt lên trên đầu, sau đó hôn liên tục vào môi của cô. Mặc cho Trâm có dãy ruộng quay mặt sang bên này sang bên kia. Anh ta tức tay kéo tụt chiếc quần chun của Trâm xuống, để lộ ra chiếc quần lót màu trắng. Trâm lấy tay ôm lấy miệng, xoay mặt vào bên trong, co người lại. Mẹ ơi mẹ cứu con, Đừng có khóc, để dành sức đi. Bảo nhìn đôi chân trắng nhỏ nhắn, cùng với bờ mông trắng tròn của Trâm, anh ta cắn môi, vẻ đầy ham muốn. Rồi cười nhẹ hôn lên bờ môi của cô, Trâm càng sợ, ôm mặt càng khóc lớn. Anh đã nói là để sức, đừng có khóc. Em rất đẹp đấy. Bảo với người lên ôm trọn Trâm trong tay, anh ta cắn lên vai của cô rất mạnh. Cô nhíu mày vì đau, và cô nhận ra rằng đêm nay bản thân của cô không thể nào thoát được. Anh hãy ghi nhớ sau đêm nay. Tôi không còn nợ nần gì anh cả. Ok, chốt. Nói xong bà và Trâm nhìn nhau, đôi mắt to tròn của cô làm cho anh ta ngay lập tức bóp chặt miệng và hôn một nụ hôn sâu. Trâm buông thõng tay và cô đã chấp nhận tất cả. Bà Dung nổi tiếng xinh đẹp trong ngôi làng đó Sinh ra hai cô con gái có tên Trâm và tên Thảo Hai cô đều thừa hưởng nước da trắng Giác vóng cao giáo Và đôi mắt long lanh như mẹ của mình Bà Dung đứng ở cửa nhìn đồng hồ Chỉ 8 giờ tối Bà gọi cho con gái út Điện thoại đổ chuông nhưng không có ai nghe máy Bà liền gọi cho Trâm Dạ con nghe Trâm à, thế cái Thảo nó về lâu chưa Mãi mà chưa thấy nó về Mẹ lo quá Nó về lâu rồi mà mẹ Có chuyện gì thế ạ à? Mẹ lo quá chưa bao giờ gọi cho nó Mà nó lại không nghe máy của mẹ thế này Chắc đang đi đường mẹ Để con gọi thử xem thế nào Gọi cho em Bảo em về ngay cho mẹ Trầm ẩn máy gọi cho Thảo Máy đổ chuông nhưng không ai nghe máy Trầm thở dài vẻ lo lắng Đang trong bữa cơm Thì bảo lên tiếng hỏi Sao thế Thảo chưa về đến nhà Mẹ em lo mà gọi cho con bé nó không nghe máy mẹ chồng của bảo nhanh nhầu nói vào con gái mới lớn bây giờ nó mải chơi hay lại yêu đương cái gì đến quên cả đường về nhà em con không phải như vậy đâu mẹ nó rất ngoan đang còn bé yêu đương thế nào được ạ thế mà bằng tuổi của nó cô chẳng phưỡn cái bụng ra rồi còn gì bảo nghe xong đặt đũa xuống bàn anh ta lừa mắt nhìn mẹ còn trâm thì rơm rớm nước mắt mẹ có ăn có học mà ăn nói đến còn nghe khó chịu không phải ai cũng giống ai Cô út nhà vợ con ngoan có tiếng Học giỏi từ bé Con bé không như mẹ nói đâu Còn chuyện vợ con có bầu sớm là do con Quyết định là ở con Mẹ nói ít thôi Ơ kìa ông xem Nó bênh vợ nó kìa Ăn nói như thế với tôi đấy Bố bảo xua tay Ai bảo bà cứ lắm mồm Ông đúng là nhu nhược Nó bênh vợ sớm ấy, Thì kiểu gì Con vợ của nó cũng nhảy lên đầu mẹ mày Mà ngồi thôi con à Hôm nay mình ra ngoài ăn em đi thay đồ đi. dạ vâng. chậm nhìn mặt mẹ chồng đang rất tức giận. cô lưỡng lự, thì bảo cầm tay cô và kéo đi. anh bảo đi thay đồ. tại sao em còn đứng đây? nhắn tin cho cô út bảo về sớm, không mẹ lo. chắc nó đi đâu sợ mẹ mắng, nên không dám nghe mẹ gọi. nhưng mà em lo quá. nó chưa bao giờ như thế này cả. tại nhà họ hồ ở biệt viện phía tây, nơi mợ cả đang hấp hối chút hơi thở cuối cùng. Mọi người nội ngoại hai bên lần lượt vào chạm biệt lần cuối, ánh mắt mợ cả chỉ trực nhìn ra trông ngóng cậu cả nhà họ Hồ. Đại phu nhân xoa tay cô con dâu và an ủi. Nó sẽ về ngay với con. Mợ cả với gương mặt tái nhợt đi, bỏ ống thở ra khỏi miệng. Con sắp không trụ được rồi. Mẹ à, con biết anh ấy chưa bao giờ yêu thương con. Đừng có nói linh tinh, nó thật sự quan tâm đến con. Đó chỉ là quan tâm thôi. Giữa chúng con không hề tồn tại tình yêu Anh ấy luôn lấy vợ Theo sự sắp đặt của cha mẹ Anh ấy là người con có co hiếu Chỉ tiếc trái tim của anh ấy quá lạnh lẽo Mẹ à Sau khi con mất Theo thục lệ nhà hồ Thì sau một năm cưới vợ mới kế nhiệm con Hy vọng lần này mẹ sáng suốt Để cho anh ấy được lựa chọn Người mà anh ấy yêu Không phải mẹ không để cho nó chọn Nhưng nó không bao giờ mày may mùi lòng trước đàn bà nếu mẹ không chọn Thì chắc chắn nó chẳng bao giờ lấy vợ Nhà họ Hồ đến nay Đã chọn cho nó ba người vợ Nhưng thật sự chưa ai lọt vào mắt của nó Nó luôn lạnh nhạt Khiến cho mẹ rất phiền lòng Trái tim anh ấy Được làm bằng băng mẹ Lúc này người bên ngoài hô lớn Đại phu nhân Cậu cả về Mợ cả vội vã cố dậy Nhưng không được Con cứ nằm đấy Dậy làm sao được nữa đại phu nhân khóc khi nhìn thấy cô con dâu sắp ra đi bước vào bên trong cậu cả nhà họ hồ mặc nguyên bộ quần áo màu đen áo sơ mi đen và quần tây đen rất đơn giản nhưng toát lên vẻ u buồn anh ta đeo chiếc kính cận nhìn mợ cả em thấy thế nào cuối cùng em cũng có thể gặp được anh em cứ tưởng rằng anh không tới em đừng có suy nghĩ nhiều nghỉ ngơi đi em có thể xin anh nắm tay em một lần cho trọn vẹn được không cậu cả nhà họ hồ khựng lại trước lời nói của vợ mình anh đưa bàn tay nắm lấy tay của vợ cuộc sống này em có điều gì chưa làm được em cứ nói anh sẽ làm thay cho em đây là lời an ủi hay là một lời đưa tiễn đây đừng có suy nghĩ nhiều vẫn là câu nói này anh có đau lòng khi em ra đi không hồ công minh mình cười nhẹ mợ cả bật khóc rồi ôm lấy miệng có những chuyện dài dứt cũng không thể nào thay đổi trong lòng anh vẫn coi em là vợ của anh chỉ là chúng ta vốn dĩ không duyên không phận anh vẫn nói ra những lời thẳng thắn như ngày nào từ khi vào làm dâu trong nhà mình này anh tới đây có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay em cứ nghĩ mình khác những cô vợ bé kia thế nhưng đến lúc này em chợt nhận ra rằng em chẳng khác gì họ không sao giờ anh nắm tay em thế này em ra đi cũng không còn gì luyến tiếc Em hy vọng trong lòng anh Một lần nói anh yêu em Dù chỉ là lời nói dối Em vẫn muốn nghe Mình rút bàn tay ra khỏi tay của vợ Anh ta đỡ cô nằm xuống Kéo chăn lên đắp cho cô Em nghỉ ngơi đi Đừng có suy nghĩ nhiều Anh phải đi rồi Mình quay đi Người vợ nằm nhìn lên trần nhà Và nước mắt chảy ra dòng dòng Cuối cùng anh ấy vẫn lạnh nhạt như lần đầu tiên sau 5 năm ở bên nhau. Dù chỉ là lời nói dối, anh ấy nhất định không nói. Mình ra đến ngoài cửa, thì có người hô lớn. Mợ cả đã mất. Anh ta khựng lại, sau đó nhìn lên bầu trời, nói nhỏ. Tạm biệt em. Tại phủ nhà họ trịnh, phu nhân họ trịnh nhìn đám người, vác thảo về và đặt cô ngồi lên ghế. Nhẹ thôi, nếu nó xước sát không đủ tiêu chuẩn Hỏng việc của tao Bà ta nhìn tay chân của Thảo từ trên xuống dưới vẻ mặt ưng ý gật đầu liên tục Rồi bảo với người dưới Thư ký cận kề Cô thấy thế nào Tiểu thư đây trắng trèo xinh xắn tự nhiên Lễ lịch học tập cũng rất giỏi Hoàn toàn có khả năng Lọt vào mắt của đại phu nhân Không sai Mụ già đã chọn vợ cho con rất cầu kỳ Lại luôn để ý đến vấn đề học vấn nếu như cô ấy vào trong bệnh viện của nhà họ hồ sống liệu được làm mợ cả không hay chỉ làm vợ bé người vợ cả chết rồi giờ hai cô con gái kia là tranh giành nhau để được lên vị trí mợ cả có đúng không ạ tranh làm sao được một đứa là nghệ sĩ múa một đứa là hoa hậu bọn chúng cũng phải xuất thân trong gia đình danh giá như họ trịnh họ ngô và họ hoàng thế nên lần này mụ già đó chắc chắn là chọn cho vị trí mợ cả đối với bà ta những cô gái kia chỉ là phương án phụ và vị trí mợ cả phải là cô gái có xuất thân từ danh gia vọng tộc nếu như cô ấy không vượt qua được hai cô gái kia thì làm thế nào ạ à? đó là số mệnh của nó chúng ta chỉ còn chờ vào số mệnh thảo lúc này bật dậy nhìn thấy phu nhân đang nhìn mình cô giật lùi lại và nói ai đây đây là đâu các người là ai ta là mẹ của con bà Bà có nhầm lẫn gì không? Không nhầm. Để ta kể cho con nghe về xuất thân của con. Cơn mưa ảo ảo đổ xuống, sấm chớt liên hồi. Bà Dung đi đi lại lại, ra cổng để ngóng con. Trên tay vẫn đang cầm chiếc ô đứng dưới cổng. Mưa bắn ướt hết vào người. Bà lo có chuyện chẳng lành. Còn tại bến xe buýt, Thảo co do run bần bật ướt sũng người, gương mặt như mất hồn và nhớ lại. Con không phải là con gái của ông bán cá, mà là con gái của chủ tịch nhà họ trịnh mẹ con xưa có qua lại với chủ tịch ta đã phát hiện thì khi đó cô ta đã mang bầu con đây là bức ảnh mẹ con và chủ tịch đang ôm con và chị gái của con thảo ngồi ở bến xe buýt cầm bức ảnh lên nhìn trời sau đó bật khóc nước nở mẹ chuyện này là sao thế này con bố con tại sao lại không phải là bố của con chứ Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 1 của câu chuyện này. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn tác giả Tống Thị Phương Anh đã gửi tới cho chúng ta một câu chuyện mới chỉ nghe tập đầu thôi mà vô cùng hấp dẫn. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập số 2 của câu chuyện này. Để rồi xem sau khi mà cô gái Tiên Thảo biết về thân phận của mình và chị gái Tiên Trâm của mình thì cô sẽ như thế nào? Và cuộc đấu đá giữa các gia đình, dòng họ sẽ ra sao? xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi còn bây giờ cho phép tàu man xin được chào tạm biệt tất cả quý vị chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui thật nhiều hạnh phúc xin chào và hẹn gặp lại